Hôm nay chúng ta sẽ tập động tác nghỉ nghiêng chào. Chào tổ theo môn phái Hồng Mỹ Thuật Nhân. Nghỉ. Nghiêng. Nghiêng tư thế hai gót khép lại thành hình chữ V. Xè bàn tay trái, nắm bàn tay phải đặt ngang mặt, vô giữa lòng bàn tay trái. Chào từ bên trái lên đỉnh đầu qua bên vai phải. Rồi đặt tay xuống. Đó là cách chào của môn phái Hồng Mỹ Thuật Nhân. Trong võ cổ truyền nó có nhiều môn phái trong đó. Đây là môn phái Hồng Mỹ Thuật Nhân. Nam phái Thiếu Lâm. Chúng ta sẽ tập động tác thứ nhất là tấn lập tấn. Hai cùi chỏ kẹp vô hông. Rồi hai bàn tay thẳng về phía trước. Một là chúng ta cuốn tay vào một thành một nhịp. Hai ta cuốn và ba ta đặt ngón tay cái nằm ngang thành nắm đấm. Bốn ta kéo hai tay về hông. Gọi là tấn lập tấn. Cách thứ nhất. Rồi ta bỏ xuống. Rồi làm lại lần thứ hai. Tấn lập tấn cách thứ nhất. 1, 2, 3, 4. Đó là tấn lập tấn cách thứ nhất. Rồi lập chánh. Tấn lập tấn cách thứ hai. Hai tay duỗi thẳng về phía trước. Cuốn tay về hông. Đây là tấn lập tấn cách thứ hai. Đây là tấn lập tấn có hai cách. Cách thứ nhất 4 nhịp. Cách thứ hai gọi là cách đơn giản. Mình làm đơn giản lại đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm phần chân. Là phần bộ tấn. Rồi đứng tư thế này gọi là tấn lập tấn. Bây giờ hai chân ta làm ra trung bình tấn. Trung bình tấn thì có ba cách. Cách thứ nhất 4 nhịp, cách thứ hai 4 nhịp và cách thứ ba gọi là cách đơn giản. Bây giờ chúng ta làm theo từng cách. Rồi làm theo. 1, 2 gót mở rộng ra. 2, 2 mũi chân mở rộng ra. 3, 2 bàn chân mở rộng ra thẳng. 2 bàn chân thẳng song song bằng nhau. 4, quỵ đầu gối xuống. Đó là trung bình tấn. Cách thứ nhất có 4 nhịp. Rồi trước khi trở lại tấn lập tấn, ta bước chân phải vô. Làm lại. 1, 2, 3, 4. Rồi tấn lập tấn, khép chân phải vô. Cái động tác trung bình tấn mở ra như thế này, nó y như một cái thước đo. Chúng ta sẽ mở rộng ra. Hai gót chân mở rộng ra. Hai bàn chân mở rộng ra. 3, 2 bàn chân mở thẳng. Chúng ta quỵ xuống thì hai cái chân nó sẽ đều và nó vừa. Còn chúng ta mở nhỏ như thế này thì cái tấn nó không rõ, không đúng thì nó, chúng ta mở rộng ra. Đó là trung bình tấn cách thứ nhất. Và cách thứ hai, chúng ta sẽ nhón mũi chân lên. 1, 2 ngồi xuống hai gót chân. 3, chúng ta đặt chân phải nằm ngang. 4, ta chuyển tấn qua. Hai bàn chân thẳng song song bằng nhau. Rồi chúng ta kéo chân phải vô. Thành tấn lập tấn. Làm lại. 1, 2, 3, 4. Kéo chân phải vô. Giờ cách thứ ba gọi là trung bình tấn. Cách thứ ba gọi là cách đơn giản. Con nhảy hai chân đều ra. Trung bình tấn. Đây là trung bình tấn cách thứ ba. Ta thường sử dụng trong khi tập luyện. Động tác này là trung bình tấn. Có nghĩa là trung bình có nghĩa là cái tấn không cao, không thấp, không rộng, không hẹp. Có nghĩa là cái bộ tấn vừa phải. Đó gọi là trung bình tấn. Trung bình tấn còn gọi là thế kỵ mã. Kỵ là cởi, mã là ngựa. Tư thế ngồi trên lưng ngựa. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ đấm cái tay phải nâng lên từng nhịp. Gọi là đấm thôi sơn cách thứ nhất. 1, nâng lên. 2, đưa lên trước mặt. 3, đấm thẳng ra. Đây gọi là đấm thôi sơn cách thứ nhất. Có 3 nhịp. 3, 2, 1. Làm lại. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Và ta trái cũng như ta phải. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Đó là cái căn bản của đấm thôi sơn. Đó là cách thứ nhất có 3 nhịp. Và cách thứ hai gọi là cách đơn giản chúng ta thường tập. Đó là đấm thôi sơn. 1, 2, 3. Đấm này chúng ta sẽ dùng cái đấm từ hông và cộng với vai và hông. Chúng ta đánh thẳng ra phía trước. Hai nắm tay sẽ đánh vô giữa ngay mặt và nắm tay ở
phải thẳng, cổ tay chúng ta phải thẳng, không có bị cong phần trước, thẳng một đường thẳng. Lực phát ra từ vai và hông. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, rút tay về. Rồi lật chánh. Hôm nay chúng ta tập phần về tấn và đấm thô sơ. Mong các bạn cảm thấy hay, nhấn like và đăng ký kênh để mỗi ngày chúng ta sẽ có những cái kênh hay và đi sâu hơn về cái môn võ cổ truyền của môn phái Hồng Mỹ Đạo Nhân. Chào tạm biệt.